Cận kề Tết, ai cũng muốn về nhà thật nhanh, sum họp bên gia đình. Thế nhưng giữa dòng người hối hả, vẫn luôn có những bạn trẻ âm thầm gieo yêu thương trong từng món quà nhỏ sẽ chia đến trẻ em đường phố với ước nguyện không ai phải cô đơn trong những ngày Tết. Những ngày cuối năm, tại nhà thiếu nhi tỉnh Long An lại vang lên tiếng nói cười vui của các thanh thiếu niên. Mỗi người một việc giúp nhau gói từng món quà. Sau một buổi chiều chuẩn bị, 30 phần quà đã sẵn sàng trao tận tay những trẻ em đường phố. Đây là chương trình Quà Xuân Yêu Thương chúng tôi làm được năm thứ hai rồi. Chương trình này được trích từ cái quỹ bán những cái vật dụng trong hoạt động của Trại Xuân Thiếu Nhi tỉnh năm nay, cũng như là những cái phiếu ăn trong hội chợ ẩm thực và cái thùng quyên góp thiện nguyện trong cái chương trình hoạt động giao lưu âm nhạc giai điệu bạn bè. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, trong đó thì có bánh kẹo, sữa và một bao lì xì 100.000. Đối tượng thì chúng tôi muốn dành tặng cho các em bán vé số ở địa bàn thành phố Tân An để giúp các em có một cái mùa xuân thật trọn vẹn, ấm áp và đầy sự yêu thương. Khi hoàng hôn dần buông xuống, cũng là lúc các bạn trẻ bắt đầu rảo bước trên khắp các nẻo đường thành phố Tân An để thăm hỏi tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn. Cứ thế các bạn trẻ lại rong ruổi trên nhiều tuyến đường khác nhau, âm thầm đồng cảm và chia sẻ yêu thương. Đây là lần thứ hai em tham gia hoạt động này. Cảm xúc của em rất là vui khi mà em được giúp đỡ các em nhỏ khó khăn trên địa bàn thành phố Tân An. Và em mong muốn là những năm sau tiếp nữa thì cái hoạt động này vẫn sẽ được tiếp tục để giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tân An của mình, để cho các em có một mùa Tết thật ấm áp và vui vẻ. Bằng tất cả tình yêu thương và sự sẻ chia, những món quà nhỏ về vật chất nhưng lớn về tinh thần của các bạn thanh thiếu niên nhà thiếu nhi tỉnh Long An đã nối nhịp cầu gắn kết giữa người cho đi và người nhận lại, sưởi ấm trái tim các em nhỏ những ngày giáp Tết.